nhân. Đó mới là những người mà có thể mang được những cái thánh tài cao quý đó. Một kẻ thường nhân mà sanh ra được trời được Phật đâu. Các con nhớ điều đó rồi. Sống nhiệm vụ của người ta thôi. Là người ta đã đi rồi chứ không có còn ở thế gian này như vậy đâu. Thầy nói lại cho các con nhớ đó. Phải có cái gì đó cao siêu thì con mới có thể tiếp nhận được những thánh thai như vậy. Chứ còn kẻ bình thường không có được. Dạ. Thầy không có chịu. Nói là cô đó là thánh nhân là bậc, thầy không có chịu. Dạ thưa thầy, thì hôm nay chúng ta quay lại mẫu chuyện của bé Tường Lam. Thì vừa qua thì bé Tường Lam đã gầm gỗ trên mạng. Thì gia đình cũng đã đưa bé Tường Lam này vô trong chùa để học cái phá tu. Nhưng mà vô đó là không biết là học phá tu, học pháp hay là học ngủ. Mà thấy bé này ngủ gục quá nhiều trong cái khóa tu đó. Ở nhà thì thầy, ở nhà thì anh YouTube đi, với mẹ dạy một hai đoạn gì đó thì bé làm theo rất là dễ. Mà vô chùa cái pháp tu đó nó dài quá cho nên là bé ngủ gục. Bé nó chắc có nghĩa là bé nghĩ rằng tu ở nhà dễ hơn tu ở chùa hay sao đó thầy. Vô đó ngủ gục không nhiều. Ông thầy cho biết sự việc này sao đó thầy. Cái đó nó cũng dễ hiểu con à. Cái đứa nhỏ nó là con nít mà. Ha. Và cái đi tu bữa đó thực sự ra nó chỉ hiểu mang má là người lớn biểu đi vô đó tu này đi vậy vậy để chi, để quay phim, để này nọ, để phong trong con thôi, chứ còn thực sự ra thì chắc là con nhỏ cái não nó chưa có nắm vững được là cái đi tu đó là cái đi làm gì luôn đó. Yeah. Thì nó vô trong đó nó ngồi thì nó thấy người ta làm sao nó làm theo vậy thì đương nhiên mà vô lớp học nó cũng có học chứ, nó cũng biết cái trật tự của cái tập thể vậy. Đứa kia làm sao nó làm vậy cũng như thầy thấy đó, cái lúc mà nó ngồi thiền rồi xả thiền hay vậy đó, nó cũng chà chà lại vô con mắt rồi này chứ đó. Thì những cái đó thì người ta làm sao nó làm vậy. Yeah. Rồi có những lúc đứa nhỏ nó ngồi yên là nó buồn ngủ. con nít nó vậy á, nó ngồi yên chút xíu à nó buồn ngủ à. Mà nó ngồi yên mà nó theo dõi cái nó thích á thì khác. Thí dụ đưa cho nó cái điện thoại, nó đang xem cái chương trình nào đó nó ham thích thì nó nghe nó coi nào. Còn cái này nó ngồi đó gần như là đi học rồi phải không? Dạ. Yeah. Tất cả mọi đứa đều vậy á, trời, nó ngồi chút xíu nó ngủ à. Dễ ngủ lắm. Nhất là vô mà ngồi nghe dạy nữa, nghe giảng pháp đó. Cũng như con thấy nè, có nhiều người chúng ta hồi nhỏ nhỏ đó, đứa này gặp đứa kia hỏi sao cái mặt nó chầm chầm vậy, mới bị má nó tụng cho nó hình bài kinh. Nhắc lại cái từ mà dân giả hồi nhờ thầy nhỏ nhỏ nghe. Yeah. Nghe mấy thầy dạy hồi buồn ngủ hả à? Vậy đó chứ không có gì con à, tại sao nó còn nhỏ quá mà. Yeah. Không ý nghĩa gì lắm trong đó, nhưng chúng ta thấy cái đám nít đông, đứa này sách tấn đứa kia, đứa kia nó gần đứa nọ thì nó học tu, nó học thiện nhau tốt. Nó còn cái chuyện nó ngủ ngủ cái nhất định là thiệt rồi đó. Giờ nó đâu có đi tu chuyện đó hồi lần nào đâu, lần đầu tiên được các thầy nè hoặc gia đình có ý sao đó phối hợp để cho em nó tập tu, thế thôi, mới tập tu. Là cái này là có sự mà chỉ dạy của cha mẹ trong gia đình ha sư phụ? Đương nhiên không có, làm sao nó vô tới đạo tràng đó mà ngồi đó. Yeah. Có sự chỉ dạy trước và sự sắp xếp hướng dẫn của các thầy luôn. Yeah. Là con vô đó nó dạy con phải làm dạy đó như thế hẳn nhiên à.
Một đứa con nít 4 năm tuổi mà không được hướng dẫn, không được dạy, nó đâu có biết nhà mình. Dạ. Nó có biết nhà mình. Mình vô tới đó mình gặp trường hợp đó, mình còn trao trở, mình còn qua lại, mình còn chuyển động. Còn đứa con nít phải dạy à. Con tới đó còn gặp đó còn phải làm vậy vậy, con tới đó còn làm chuyện đó, lặt vặt công chuyện của đứa nhỏ vô chung với tập thể mà tu. Mà con thấy tu nó đâu có khó. Dạ. Yeah. À cũng như các đạo tràng lớn chỉ ngồi chung với người ta. Yeah. Người ta tụng kinh mình tụng kinh, người ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta lại mình lại thế thôi à. Đó là vậy đó. Đại đa số là nghe các thầy giảng pháp. Thí dụ như con nít thì sẽ có thầy có cô dạy về cái cách sống của đứa con nít đối với cha mẹ ông bà. Yeah. Dạy cái cách tôn thờ trời Phật theo cái kiểu của đứa con nít. Nó cái gì cũng phải là con nít nó mới tiếp thu được. Chứ không phải đứa con nít mà chúng ta dạy, chúng ta luận đạo theo kiểu người lớn mà nó hiểu đâu. Không yeah. có được. À, cũng như đây, à, sư gặp em đó, sư nói chuyện khác. À, nói chuyện như đứa cháu mới vừa lớn lên, mới biết lập vật à. À, phải nói chuyện bằng cách đó với nó, chứ không có nói chuyện giống như nói chuyện như người lớn như các con. Phải không? Yeah. Tại sao? Em nhỏ có nhiều cái từ ngữ, có nhiều cái gì? Nhiều cái từ ngữ mà em nó không có hiểu được. À, nhiều cái cụm từ em nó chưa thông. Yeah. Đó, thành thử ra con nít nó khác. Và cái não nó cũng khác luôn. Yeah. À, chúng ta phải hiểu vậy. Thành thử ra trở lại bé Trường Lam đó con. Thầy thấy thời gian vừa qua mà các Phật tử phong xong em vô thần thánh quá đó. Yeah. Cái đó là thầy thấy đáng tiếc lắm. Thầy thấy rất là đáng tiếc. Không có nên vậy. Không có nên vậy. Theo ý thầy nên hướng cho em con đường đúng, con đường tốt và con đường thực sự là nhìn thấy được. Nhìn thấy được đây là sao? Thầy nói nè, một đứa trẻ thông minh như vậy, chúng ta tiếp tục bồi dưỡng cho em. Em còn đi học mà. Dạ. Yeah. Còn đi học làm sao mà làm thần làm thánh được? Còn đi học chưa có làm thần làm thánh được thôi. Như vậy bà con đừng có phong xong em là thần thánh nữa. Hãy để cho em trở về với cái tuổi thơ của em đi. Trở về với cái ngây thơ của em đi. Yeah. Để em được đến trường, đến lớp, được học. Yeah. Được học văn hóa. Để lớn lên, trở thành kỹ sư, bác sĩ. Trở thành cái người có tài, giúp ích cho xã hội, cho đất nước và cho đạo pháp. Yeah. Đó là con đường đúng, chúng ta nên bồi dưỡng cho theo. Còn nếu quý vị, giờ phút này em mới có 4 năm tuổi à, mà quý vị chuyển em qua tâm linh rồi, cho nó thành Phật rồi, tức là nó không cần tu tập gì nữa, nó không cần học hành gì, bây giờ đã thành Phật rồi. Yeah. Học gì? Thấy chưa? Bây giờ chỉ cần nói một hai câu nào đó của mẹ, của cha, của người nào dạy là người ta thán phục rầm rầm rồi mà. Còn học cái gì nữa? Yeah. Thấy chưa? Thì chúng ta tự nhiên chúng ta tắt ngang cái đường học vấn này, chúng ta tắt ngang cái sự mở mang trí huệ của em mà coi chừng. Theo thầy, chúng ta chuyển em vào tâm linh nó hại em. Dạ. Yeah. Theo thầy có nghĩ là qua cái khóa học này bé Tường Lam sẽ bước ra đời sẽ rất là dễ thương không thầy? Vì do đó ăn đủ ăn nè, ngủ ngủ giấc nè, mà thêm giấc trưa được với vị thầy lại gu cho bé ngủ giấc trưa nữa. Như... Con ơi, cái vấn đề mà tu một ngày với đứa bé đó, thực sự ra nó cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm đâu. Yeah. Chúng ta nè, lớn nè, các con đi nè, các chùa thường thường đó, chùa nào cũng có hết trơn á, người ta tổ chức tu một ngày gọi là bác quan trai, họ bác quan trai. Yeah. Đó thì các con vô chùa niệm Phật và tu tu tâm dưỡng tánh một ngày, ngày một hả? À, sáng rồi ăn chay rồi chiều về xã ăn mặn lại đó, vô tu tập tu chơi thôi. Người lớn đó bao nhiêu ngày tu? Yeah. Bác quan trai bao nhiêu lần? Yeah. Trong cuộc đời họ mà có ai thành gì chưa? Có ai ra gì không? Yeah. Đó là cái luật đạo và cái lối hành đạo, cái họ là hành lễ đạo mà thôi. Yeah. Chứ còn đâu phải vô đó mà tu cái đó rồi bước ra thành Phật, thành trời, thành thánh đâu. Nói vậy nói cho được. Dạ. Thấy không?
Thưa thầy, thì như vậy có phải là hiện tại là gia đình và một cái anh YouTube gì đó để làm như vậy thì có phải là vì cái đồng tiền mà phá đi cái tương lai của em không thầy? Tại vì khi mà sau này em đến trường á, thì học á, thì nếu có sai đi chăng nữa thầy cô giáo cũng đâu dám là la, vì người này là người ta tôn sùng là thằng thánh quá rồi, làm sao mà dám chỉ dạy đó. Thì bởi vậy thầy mới nói ngay từ lúc đầu rồi mà, cái clip đầu rồi, các con bồi dưỡng em nó đúng phương cách thì tốt, các con đưa xa lạc đường là nó chết là chỗ đó đó. Yeah. Nó mà thần thánh quá trong tất cả một số người rồi đó, ai dám đụng tới nó nữa. Yeah. Ai dạy dỗ được không? Mà nhắm một người mà không dạy dỗ nhắm khôn không? Yeah. Bây giờ nếu mà nói bé Trường Lam không có đi học nữa đó, mà thuộc thêm kinh không? Không có bao giờ thuộc thêm nữa chứ. Dạ thưa sư phụ, cũng như là theo sư phụ, cái bé Tiền Lam này là thông những cái bài kinh đó ta gửi đọc cho Phật tử mà và cộng đồng mà người ta nghe. Nhưng theo sư phụ được biết là bé đọc có đúng kinh đúng không sư phụ? Đúng chữ không? Cái kinh từ em đọc đó. Dạ. Ha, thì nó làm vậy nè con. Thầy không có nghe nó đọc nhiều lắm. Thầy chỉ nghe để ý có nó đọc cái bài chú Đại Bi thôi. Dạ. Mà thực ra cái tiếng của em nhỏ đó, tiếng cái tiếng của nó là đứa con nít. Rồi cái lỗ tai của mình nó cũng không có được tốt lắm đâu. Thì nghe thực ra tiếng còn tiếng mất nghe. Có cái tiếng âm nghe rõ, có tiếng âm không rõ. Yeah. Nhưng mà thầy đánh giá vậy. Khi một bài kinh mà con tụng tới đó con quên cái chữ đó là con bị tắt. Yeah. Con không thể tiếp nổi. Mà cái này sư thấy rõ ràng là nó chạy đều. Nó chạy đều suốt bài thì thầy nghĩ là nó thuộc kinh. Thuộc kinh thì nó mới chạy được chạy vậy. Còn bất quá cái tiếng thôi nó chạy chạy âm thì thầy không có trách. À. Yeah. Thì thực ra một đứa nhỏ bằng tuổi đó thuộc bài kinh đó thì cũng dễ chứ không có gì đâu. Khi mà chúng ta suy nghĩ kỹ ra, chúng ta phân tích kỹ ra thì bằng cái số tuổi đó bài kinh đó cũng dễ thuộc. Rồi. Dạ thưa sư phụ, cho con hỏi thêm một câu nữa là cũng như liệu bé Tường Lam này có giống cái bé ở bên An Giang mà bé gái mà căn Phật tổ mà sát Hồng Hà Nhi không sư phụ? À không giống vậy, không có giống vậy đâu con. Dạ. Tại vì là cái em bé nhỏ này đó, con nhà Tường Lam này đó, dạ, nó nằm ở trong cái dạng thực sự ngay thôi. Dạ. Thực sự con nít chưa có mà tỏ cái vẻ gì mà về rồi ba trợ láo cá chứ. Yeah. Còn cái đứa nhỏ Hồng Hà Nhi mà leo bàn thờ đó. Yeah. Con thấy rõ ràng dọn cái mặt nó thấy đứa con nít ranh nè. Yeah. À, nó quơ tay quơ chân nó làm điệu bộ đó mà lại được gia đình ủng hộ. Yeah. Gia đình dạy dỗ nữa đó, con thấy không, lên làm lúc này cũng sụp vậy. Yeah. À, Phật thiệt không, nó có thấy không. Yeah. Đầu tiên cũng lợi ở sân chùa này sân chùa kia, mua mai quay cuồng đâu hai ba cái chùa vậy đó, rồi mới rút trở về nhà lập lên cái công chuyện đó. Yeah. Thì bà con Phật tử chính thư sư thấy cái điều đó không phải hỗn hào. À, sư nói chuyện vô trong thời gian cũng chuyện con thấy không có cái gì mà giả tồn tại chứ á. À, nè thầy nói con nghe nè, con bé Trường Lam nè. Yeah. Thầy nè, cái thời gian này thôi, rần rồ rộ thời gian này thôi, qua rồi thì nó cũng tầm thường như những đứa con nít khác hả con ơi. Rồi người ta cũng không có để ý tới nữa. Để con coi coi. Bây giờ còn đấu tranh nhau cự qua cự lại á. Binh vực nhau. Người thì nói con này nó cũng thường thôi. Kẻ thì nói không phải, đây là thần thánh xuống phàm. Vậy đó hai phía cự nhậu nhau à. Yeah. Một bên thì nói là bình thường. Thông tuệ thông minh bình thường. Trên thế giới thiếu gì Việt Nam cũng có thiếu gì. Yeah. À, như là mấy cái chương trình mà con nít thông minh đó. Yeah. Có đứa nhỏ có mấy tuổi đâu. À, ông ơi, cái bạn cái cờ thế giới đưa ra nó biết hết trơn. Yeah. Con biết nổi vậy không? Đó, thấy không? À, con nè, có nhiều chương trình đó mà cỡ thạc sĩ đó, cỡ tiến sĩ mà đứng mà làm giám khảo con lắc đầu với nó luôn. Yeah. Lắc đầu với thí sinh luôn. Yeah. Nó giải nhiều cái bài toán, nhiều cái này kia hóc búa đó. À, con thấy không? Nhiều người giỏi lắm. Chứ đâu phải mà đơn giản thuộc dài bài kinh
rồi chúng ta lại đưa lên làm thần làm thánh vậy đâu. Không có phải. Thầy chuyện đó chống cái chuyện đó. Em này chỉ là thông minh thôi. Khôn ngoan thông minh, nói năng ngọt ngào dễ chịu, thu phục được một số cảm tình của bà con Phật tử ngay cái một hai clip đầu tiên. Đó. À, rồi lại bung ra cái vấn đề tâm linh. À vậy vấn đề ma quái cái đó là chúng ta đưa vô tầm bay. Đưa vô tầm bay. Hồi xưa nay về vấn đề tâm linh, về vấn đề ma quái, các con nghe có thấy không? Có thấy chưa? Con lại nghĩ thêm một cái vấn đề nữa thầy. Khi mà bé Tường Lam này ở nhà thì cha mẹ phải cung phụng như một vị Phật à thầy? Bưng cơm đồ dâng lên đầu rồi chứ sao giờ, tại vì con mình là Phật mà đâu có đối xử ngang hàng được. Ừ đó rồi chết luôn, thấy chưa? Bởi vậy chưa nói nó, nếu chúng ta phong xong em là thánh, em làm sao đáp ứng nổi cái thánh nhân, em làm sao mà ngồi đó trở thành Phật thành thánh liền đâu, không có được. Muốn thành Phật thành thánh á, đừng ăn đừng uống nữa đi. Đừng nói chuyện luôn nữa. Rồi ngồi đó, rồi quả mai rồi nói chuyện thành thánh. Chứ còn mà còn ăn, còn uống, còn nhúc nhích, còn cái sinh hoạt cuộc đời này có ai dám nói mình thanh thân không? Trời ơi, người ta tu con ơi. Có nhiều vị thầy ơi, người ta tu thâm sơn cùng cốc mà mấy chục năm trời. Người ta tu luyện các cái pháp mà cực kỹ rồi. Con chưa ra thành thánh nổi. Con đứa nhỏ mới 4 năm tuổi thuộc 1-2 bài kinh là thân thánh cái gì? Rồi mấy ông kia, rồi mấy ông là gì? Đâu đâu mấy con tính coi, phải không? Nếu mà bé này còn phạm như vậy nữa, người ta còn không xong như vậy nữa thì có lẽ bé sẽ không sống thọ thầy. Đúng đó, cái đó là nói đúng đó. Chứ có nghe cái ông Tánh, tức là Du Tăng. Thích Minh Tánh vậy? Thích Minh Tánh, ông nói đó. Thầy nghe thầy giật mình đó. Thầy thì không có dám nói mấy cái đó. Nói cái đó cái Phật tử trời cử thầy á. Nhưng thầy lặp lại cái câu ông Tánh ông nói nè. Cái đứa nhỏ đó phải để nó giữ nguyên cái trạng thái đó. Dù nó có là thánh nhân đi chăng nữa, vẫn phải chờ qua cái thời gian tu tập. Nghe chưa? Chứ không phải phóng ra đó tành tánh tành tầng làm pháp làm thuộc được liền. Nếu nhảy ra thánh thần là phải làm pháp thuộc được liền ha. Chỉ đầu khói đó này kia cái đó là thì mới được. Còn cái này nói không không, nói miên tài không, mà cứ ngồi đó quơ lợi không ra gì hết. Em nhỏ nó bị cái trường hợp đó. Không xong em quá lớn à, mà thực ra em cũng không có tài năng gì mà biến quá phép thuộc. Bất quá đưa 1-2 lời nói ngớ ngẩn của đứa con nít, nhiều cái câu nói được mớm dạy luôn. Rồi đưa mấy cái câu đó lên mà phong xong mà suy tô. Làm như xưa nay thế gian mới vừa nghe được cái tiếng đó từ miệng đứa bé đó nói ra vậy. Phải không? Yeah. Có nhiều cái bình luận vô lý vô cùng. Các giảng sư, các đạo sư, người ta nói bao nhiêu lời, bao nhiêu lẽ xưa nay mà người ta còn chưa xưng thần, xưng thánh. Mới lên nói được một vài tiếng là bà con là phong thánh, phong thần rồi. Thì tới đó thì tức là chúng ta phải nhìn lại cái gốc hiểu biết của mình. Cái gốc hiểu biết của chính mình á. Cái người đó làm sao? Đáng cái giá trị vậy hay không? Đó là do cái hiểu biết của mình mà thôi. Còn riêng thằng thầy đó, thầy nói lại vào nữa nè. Thầy chấp nhận về cái bé Trường Lam này là về thông minh, đỉnh ngộ, tốt, khôn ngoan, là một chủng tử tốt, một nhân tố tốt. Đó, chúng ta theo cái phần đó chúng ta bồi dưỡng đúng thì tốt. Còn nếu mà chúng ta chuyển em vào cái hướng tâm linh, thần thánh, ma quỷ thì sư nghĩ rằng em không thể đáp ứng nổi cái mong ước của quý vị ban tặng cho em đâu.
quý vị, trước khi dứt lời, sư nói lại một lần nữa về cái ý kiến của sư về bé Trần Lam. Em này chỉ là một đứa thông minh mà thôi, giỏi giang khôn ngoan mà thôi, không phải thần thánh, không phải kiếp trước kiếp sau gì hết trơn á. Không có cái chuyện mà kiếp trước rồi tới kiếp này rồi biết hiểu biết rồi đầu óc thông tuệ bởi thần linh, cái đó là sư hoàn toàn bác. Dạ. Yeah. Ừ. Các con có hỏi gì? Liệu rằng cái câu chuyện của bé Tường Lam này có thí dụ như mà tung hô lên quá thì có làm ảnh hưởng gì cho cộng đồng mình không hả sư phụ? Thí dụ đi quá mức á. Cái này đó con, thực sự ra đó cái quá mức thì cũng không quá mức lắm đâu. Làm sao quá mức được? Chỉ một bộ phận nhỏ người mê tín nói bậy nói bạ thôi. Con người ta là trời ơi, còn thân ta ta phạm xác thịt mà. Yeah. Còn ăn còn uống còn sống cuộc sống bình thường mà biểu chỉ cái người đó là thần là thánh là sao được không? Yeah. Thì cứ nói ai nói đi. Nói đi, chúng ta chờ thời gian. Yeah. Coi thời gian sắp tới nè, em này thực sự là thần thánh không? Nếu thần thánh thì sắp tới em sẽ có những cái gì đó thể hiện thần thánh của em. Yeah. Đó, chúng ta chờ thời gian thôi. Yeah. Nha, còn bây giờ thì là một bên thì gần như là mê tín á. Yeah. Nói về thần thánh, nói về này kia là thầy nói mê tín chứ không phải bình thường. Thầy không có chịu cái chuyện thần thánh. Yeah. Mà thầy dòm vô bằng con mắt bình thường của thầy là em nhỏ này thông minh thông tuệ, tánh tình tốt, một chủng tử tốt của đạo Phật, một con người tốt của đất nước sau này nếu chúng ta bồi dưỡng đúng mức đúng hướng nó vậy đó. Còn nếu chúng ta chuyển em vô tâm linh thì em thành đạt liền à. Yeah. Không cần học nữa phải không? Yeah, yeah. Không có cần học nữa, 4 tuổi rồi nói vài ba câu rồi là thành công trong cuộc đời rồi. Yeah. Thành thánh thành thần rồi, thiếu về người cung phụng là. Yeah. Ha. Yeah. Còn đòi cắt nhà cắt cửa nè, thiếu về người cắt ra ha. Dạ. Giống như ven đó. Ha, nó vậy đó. Phải thành thánh thành thần rồi là cái đòi vật chất. Rồi cung phụng về đầy đủ vậy thôi à. Rồi một lúc nào đó cũng tàn rủi thôi. Thì cái bé Như Ý này á, mới nổi gần đây á, thì con thấy cái hiện tượng nó cũng giống như bé Quen ngày xưa. Người ta cũng tôn sùng bé Quen là thằng thánh gì đó thầy. Đó, nó đi cái hướng đó mà. Cái hướng được phong sông. Được phong sông. Chứ thực ra các con dọn kỹ rồi, con nhỏ này thằng thánh chỗ nào đâu. Dạ. Khôn ngoan có, thông minh trí tuệ có. Còn thằng thánh chỗ nào đâu. Nó làm được cái pháp thuộc gì đâu, chỉ thầy có thôi. Bất quá nó nói 1-2 câu nói học được mà thôi. Nó học được. Được dạy, được học. Và sự khôn ngoan của nó hình thành. Thế thôi à, chứ không hơn nữa. Mà còn nói mà chuyển vô mà nói mà con nhỏ đó mà tự nhiên mà bây giờ chúng ta đưa lên trở thành như là Phật bà rồi phải không? Dạ. Yeah. Có nhiều người đó tưởng tượng như con bé này bây giờ đó là một vị Phật sống rồi. Cái đó là rất là sai lầm. Đạo Phật không có chuyện đó, không có chuyện Phật sống Phật chết nè, không có đâu. Không có chuyện đó đâu à. Ngài tu, ngài giỏi, ngài thông tuệ, thông minh, ngài đắc đạo hiện hữu. Ngài chỉ dạy cho bà con Phật tử chúng sanh tốt, bà con thương ngài. Bà con ủng hộ ngài, đó là ngài đắc đạo. Chứ không có gì lạ chừng á. Dưới con có nghe mấy người mà cũng thông về đạo á thầy, nói là nếu mà một vị Bồ Tát hay một vị Phật gì đó hay là một vị A-la-hán gì đó tái sanh thì nó không có đi qua cái cửa mình của người mẹ, là giống như Đức Thích Ca ngày xưa nó không phải chỗ ngang bụng để mà đi ra thầy. Còn bé này thì được bình thường như những đứa bé khác. Nếu mà trở lại vấn đề đó đó con thì nó làm vậy. Thật ra đó Thích Ca Moni đó cũng sinh ra bình thường với chúng ta thôi con ạ. Yeah. Nhưng mà ở trong giáo lý nghe tả lại là khi Đức Bà giói tay hái cành hoa vô ưu. Yeah. Thì bên hông nở nứt ra Đức Phật phát sinh, Đức Phật được sinh ra và
bước liền bảy bước, nở bảy đó qua sen, phải không? Dạ. Đó là một cái triết lý thần thánh. Chúng ta không xong xưng tụng người mà chúng ta tôn thờ thôi, chứ thực sự ra ở trong cái hiện hữu á, các thầy bây giờ đó giảng kỹ ra cho các Phật tử nhìn thấy rõ ràng, Đức Phật cũng được sinh ra bình thường như mọi người. Yeah. Nhưng mà người ta nhắc lại cái này nè, cho mẹ Tường Lam nhớ nè. Đức Bà sinh ra Thích Ca Mâu Ni trong bổn phận rồi, ngày 7 ngày sau Đức Bà tịch diệt, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó mới là thánh nhân, đó mới là những người mà có thể mang được những cái thánh tài cao quý đó, chứ không phải mà một kẻ thường nhân mà sanh ra được. Trời, Đức Phật đâu, các con nhớ điều đó rồi. Khi Đức Bà sinh ngày ra, 7 ngày sau Đức Bà đã về trời rồi. Con thấy được, người ta làm xong nhiệm vụ của người ta thôi, là người ta đã đi rồi, chứ không có còn ở thế gian này như vậy đâu. Thầy nói lại cho các con nhớ đó, một thánh nhân xuất phàm xuất thế không thể tầm thường như vậy, phải có đầy đủ đức độ. Con phải có cái gì đó cao siêu thì con mới có thể tiếp nhận được những thánh thai như vậy, chứ còn kẻ bình thường không có được. Dạ. Thầy không có chịu, nói là cô đó là thánh nhân là bậc, thầy không có chịu. Nè các con, Đức Phật hồi mới sinh ra đời, ngài cũng học vậy, học tới lớn vậy, ngài học cho tới trời ơi, đi có vợ có con rồi, cắt tóc đi tu, ngài còn học mà. Dạ. Qua bao nhiêu năm ngài tu bằng cái trí óc của một siêu nhân, cỡ vậy đó, ngài tu cỡ vậy đó, cái khổ hạnh của ngài cỡ vậy đó, cái trí não của ngài là bậc. Con biết ha, họ là dòng dõi đế vương mà, phải không? Dạ. Yeah. Những thánh nhân xuống không có ở những cái gia đình phàm tục được, phàm tục, nhưng mà nằm ở dạng đế vương. Cha Đức Phật là ông vua, ông vua của một cái đất nước, chứ bộ tầm thường hả, phải không? Dạ. Yeah. Mẹ của Đức Phật là một người phụ nữ hiền lành rất tốt, mà khi mang thánh thai rồi sanh Đức Phật ra là bà tịch diệt luôn, thấy chưa? Yeah. Thấy chưa? Đó, các con dòm kỹ mấy cái chỗ đó đó, cái người mà cao cả mà xuống trần gian không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu, phải không? Yeah. Đó, thầy luôn vô cái đó để các con hiểu rõ, để mà đánh giá cái nào thiệt cái nào giả, chứ không phải cơ gơi mà một đứa con nít nói được một hai bài kinh hay rồi chúng ta nói là thánh là thần là trời là Phật, cái đó coi chừng lạm dụng cái miệng của mình, tội chết. Không phải trời bậc nào mà nhảy xuống vậy, nhảy đâu, người ta có xuống phàm đi chăng nữa, người ta cũng xuống đặc biệt lắm, người ta xuống cũng là dữ dằn lắm, chứ không phải mà khơi một hai bài kinh đó mà thành Phật được, không có được. Chẳng qua mình có được một đứa bé thông minh, nó giỏi giang, vậy thôi. Chúng ta bồi dưỡng đúng hướng cho nó thì tốt, đừng có đem nó lên phong phong quá mức, làm lỗi đi, làm hại em mà thôi. Yeah. Đó cũng như ông thầy ông nói đó, nói qua coi chừng bị tổn thọ nó, coi chừng cái đó nữa, phải không? Chứ đâu phải muốn nói gì nói,
Thành thử ra thầy có lời khuyên trở lại ha, với gia đình và với các Phật tử mà thương em quá đó, rồi cái đưa em lên cái cao quá thì cái đó không nên. Vâng vậy. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Thầy nó gom lại coi.